Những ngày qua, Bảo Anh trở thành tâm điểm của dư luận khi có thông tin cho rằng nữ ca sĩ đã bí mật sinh con. Mới đây nhất, theo sau các nghi vấn này, mạng xã hội lại lan truyền bức ảnh cô khóa môi một nhân vật nam. Cả hai rất tình tứ và ngọt ngào trong khoảnh khắc này khiến dân tình không khỏi xôn xao. Bức ảnh này sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn, hội nhóm chuyên về showbiz. Đáng nói hơn, khoảnh khắc này được chia sẻ chỉ ít ngày sau khi loạt tin đồn ca sĩ Bảo Anh mang bầu, bí mật sinh con khiến dân mạng xôn xao. Ngay sau khi được đăng tải, danh tính bạn trai tin đồn ca sĩ Bảo Anh đã trở thành chủ đề được dân mạng quan tâm. Được biết, bạn trai tin đồn của ca sĩ Bảo Anh tên thật là Nguyễn Đỗ Quốc Khanh, nghệ danh Nega. Nega sinh năm 1999, từng là thí sinh của đội huấn luyện viên Bảo Anh trong một chương trình nhảy nổi tiếng năm 2022. Dù không đạt được danh hiệu quán quân trong cuộc thi, song sự chăm chỉ, tài năng của Nega đã chinh phục giới chuyên môn lẫn khán giả. Liên quan đến hình ảnh khóa môi thân mật đang được chia sẻ rầm rộ, hiện người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng hay có bất kỳ động thái chính thức gì. Song chủ đề ca sĩ Bảo Anh mang bầu hay bạn trai ca sĩ Bảo Anh vẫn đang là tâm điểm chú ý của dân mạng.